Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Lê Thị Thịnh, 29 tuổi, quê tại tỉnh Quảng Nam, trú tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, 16 năm tù, về tội tham ô tài sản. Theo cáo trạng năm 2018, Thịnh làm cửa hàng trưởng một siêu thị điện máy chi nhánh đường Tôn Đức Thắng, thu địa bàn quận Cẩm Lệ và bị khách mua điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt 3 điện thoại iPhone trị giá 90 triệu đồng, nhưng dấu không khai báo công ty. Để tra nợ, Thịnh tìm ra sơ hở trong quy định xuất nhập hàng hóa, dùng quyền đăng nhập hệ thống của cửa hàng trưởng để điều chuyển các điện thoại qua lại giữa các kho. Lấy lý do máy cần bảo hành, máy lỗi, Thịnh đã lấy hàng chục điện thoại ra ngoài bán, dùng tiền bù và số tiền bị khách lừa đảo. Đến thời điểm bị phát hiện, Thịnh đã tham ô 43 điện thoại của hệ thống siêu thị điện máy này, tổng trị giá 1 tỷ đồng. Trong đó, một nửa Thịnh bán ở các cửa hàng điện thoại, số còn lại Thịnh làm Facebook ảo bán qua mạng.